Nam mô A Di Đà Phật. Nhân cuộc thay bồn bề sống dày cửa thiền môn, còn hơi quá thèm nương xứ xa tạm non tiếp sang. Chẳng nao lòng
dài con cá nào đông băng cực tiếng làm thầy phải nặng đôi vai việc khó khăn lắm lúc khôi hài ấy cũng bởi thầy lai ông Tào ông nhồi cũng như
ba trang nữa. Từ bi phải lộ trắng đen lời âm
tử cũng đi đến chốn. Đi dọc đường yêu tinh làm hôn, thấy đường tăng thơm thật muốn ăn. Nhờ làm sao chữ nhớ không có ngất thì nặng tay cũng thót như không, khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn lánh nơi dòng xanh. Chưa.